Ngày 25 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng ký quyết định số 1897 về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành tài chính, thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025. Mục đích của phong trào thi đua nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động, nâng cao năng lực, ý thức văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành tài chính, đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành tài chính gương mẫu, trách nhiệm, kỷ cương, tận tụy và chuyên nghiệp, bảo đảm tính liên tục và nâng cao hiệu quả của hoạt động của các cơ quan đơn vị trong ngành tài chính, xây dựng văn hóa công sở, môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại, xây dựng các cấp ủy đảng, đơn vị và các đoàn thể quần chúng trong sạch, vững mạnh. Tại quyết định, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng yêu cầu phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng tại các đơn vị với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, tiêu chí rõ ràng, phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị được giao của từng đơn vị.